Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Thì hiện tại là mình đang ráp một mẫu xe Honda Vision nha các bạn. Phiên bản màu trắng đời 2023. Phiên bản màu trắng này thì năm 2023 Honda Việt Nam sẽ sản xuất phiên bản cao cấp nha các bạn. Không còn phiên bản tiêu chuẩn màu trắng cho đời 2022 nữa. Thì có một vài điểm mà sẽ khác biệt so với đời 2022 mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Thứ nhất á, là về chìa khóa nha các bạn. Đối với đời 2022 màu trắng á, thì nó sử dụng chìa khóa thường, tức là cơ bình thường các bạn. Tuy nhiên là đời 2023 thì Honda trên cái phiên bản màu trắng này thì sẽ lắp được khóa thông minh nha các bạn. Nó sẽ cùng bà đời với lại phiên bản cao cấp màu đỏ và phiên bản cao cấp màu xanh bóng nha. Thì là đời 2023 nó sẽ có được 3 màu, màu trắng, màu đỏ và màu xanh bóng. Tất cả đều là màu bóng hết nha. Rồi phiên bản tiêu chuẩn của màu trắng năm 2022 sẽ về màu đen. Tức là năm 2023 các bạn muốn mua tiêu chuẩn các bạn phải lựa chọn là màu đen, một màu duy nhất nha các bạn. Đấy, thì các bạn sẽ quan tâm về phiên bản màu hay là phiên bản về cái khóa thông minh đó, thì các bạn có thể đắn đo suy nghĩ về hai phiên bản này nha, cao cấp hoặc là tiêu chuẩn. Thì cao cấp mình được 3 màu, tiêu chuẩn thì mình sẽ được một màu đen. Động cơ là như nhau nha các bạn. Động cơ 110 phân khối là như nhau nha. Thiết kế bên ngoài và thiết kế tổng quan là như nhau hết. Tuy nhiên nó chỉ khác màu sơn và khác về cái report này thôi ha. Và đối với đời 2023 thì các bạn được một cái bộ sạc ở bên trong này nha các bạn. Đây, chỗ mình tay mình đưa vào đây. Sạc ở đây nha. Đây là khóa thông minh nè các bạn. Thì giống như các đời trước thôi, khóa thông minh thì mình có được hai chìa nha. Có được hai cái ổ chìa như vậy, hai remote để sử dụng. Đây là khóa thông minh và bộ sạc nè các bạn, tiện lợi hơn ha. Đời 2022 thì nó nằm trong cốp xe các bạn, nằm trong cốp xe ở vị trí này nè các bạn. Tuy nhiên đời 2023 thì sẽ được dời về phía trước này, có cái hộc để luôn các bạn, mình có thể để điện thoại vào được luôn á, đây ha, rất là tiện. Đối với đời này thì bên mình đang để giá là 33.900.000 nha các bạn. Cao hơn giá đề xuất tầm khoảng 900.000. Để làm chương trình để có lợi nhuận để bên mình tái đầu tư nha các bạn. Thì mẫu này bên mình đang để là 33.900.000. So với giá đề xuất là khoảng 1 triệu các bạn. Thì đối với dòng này thì các bạn có được cái bộ mâm màu bạc nha. Mâm phụ đều là màu bạc hết nha các bạn. Và Honda Vision thì không có phanh ABS gì hết nha, chỉ phanh thường thôi nha. Một phanh đĩa phía trước và phía sau là phanh thường này các bạn, tức là đây phía sau là phanh thường nè các bạn. Đây là dây km ha, đây cái mét phía sau này nha các bạn, không còn nằm phía trước nữa, nằm ở phía dãy phía sau này. Một phuộc đứng nằm bên tay trái nha các bạn, cũng giống như cái dòng tay ga của Honda khác thôi. Vision, SH Mod hay là Vario đều nằm, đều là một phuộc nằm bên tay trái hết nha. Mâm phía sau cũng là mâm màu bạc luôn nha các bạn. Đấy. Chữ Vision là màu bạc luôn nha các bạn. Cảng màu bạc, chữ Vision màu bạc, mâm màu bạc, trắng nâu ha. Trên cái giấy tờ là trắng nâu nha các bạn. Thì mẫu này thì bên mình đang để giá là 33.900.000 các bạn. Còn nếu bản tiêu chuẩn thì bên mình sẽ để giá rẻ hơn 2.500.000 nha, 31.500.000. Đây là mặt đồng hồ nè các bạn. Xe này chưa đổ xăng. Kỹ thuật bên mình vừa lắp bình bóp kiến vô nè các bạn. Và đặc biệt luôn là mình mở remote lên là nó sẽ sáng đèn nha. Mở cái chìa khóa này lên nè, thì đèn phía trước này sẽ sáng lên liền, sáng lên ngay nha. Nó câu trực tiếp vào bình luôn các bạn, sau đó nổ máy chạy nha. Nhiều bạn hỏi mình cái lẫy này để làm gì nè. Lẫy nè, ít khi mua xe các bạn thấy nhưng mà ít ai sử dụng các bạn. Và khi bóp sát vô nè các bạn, lẫy lên nha, thì nó sẽ khóa được cái bánh trước lại, xe giúp cho xe mình không bị trượt bánh đó các bạn, trượt dốc hoặc là lên dốc á, giống như ô tô vậy đó bạn. Thì cái này bóp sát ăn mình gại lên, sau đó mình muốn thả ra bóp mạnh vô nó nhảy lên nha các bạn. Đấy, nó sẽ giúp cho xe mình nó đổ xuống dốc hoặc lên dốc các bạn, nó sẽ không bị trượt bánh ha. Đây là giống như kiểu khóa bánh trước đó các bạn. Đèn thì vẫn là dùng bóng halogen nha các bạn. Honda Vision chưa có led nha, phía mặt trước này nè chưa có đèn led nha, mình phải dùng bóng halogen. Còn nếu bạn nào muốn thích led á, thích đèn sáng hơn thì mình có thể thay bóng này nha bạn, thay bóng này để mình gỡ cái mặt nạ này ra, mình thay cái bóng led ha, vẫn thay được nha các bạn, vẫn thay được nha. Tuy nhiên là bạn mà làm luôn cái led này á, thì nó hơi đắt tiền á, mình một cái bóng thay là được rồi.
Đây. Đổ xăng thì ở trong cốp xe nha các bạn. Đổ xe trong cốp xe nha. Con này thì đổ xăng rồi, mình sẽ khởi động lên cho các bạn coi mặt đồng hồ ha. Đây là tổng thể khi mình quay xa ra xe rồi bạn. Buổi chiều hôm nay thì mình bên dịch vụ bên mình cũng vắng khách các bạn. Tuy nhiên thì mình vẫn chốt xe rất là nhiều ha. Hiện tại là còn được một chiếc màu đen mình chưa ráp xong nữa nè. Cái này cũng là Honda Vision nè các bạn. Hiện tại là mình chưa ráp, chưa kỹ thuật mình chưa có thời gian ráp. Đây là cũng có một chiếc mình đang ráp Vision nè các bạn. Bên này thì mình ráp bằng SH Mod nè. Thì cửa hàng bên mình bên này là giá bán hàng các bạn. Tuy nhiên thì mình đang có hai cửa hàng, mấy cửa hàng kế bên đó bạn, có Honda, có tổng hợp, cho nên mình dồn hết tất cả các khách hàng qua bên trạm bên này luôn để mình ráp xe trình cho nó dễ kiểm soát hết các bạn. Đây. Đây là tổng thể của xe nha các bạn. Thì bạn nào đang có nhu cầu về dòng xe Vision cứ liên hệ với mình qua số điện thoại mình đặt ở trong cái video nha các bạn. Cái Vision tiêu chuẩn màu đen nè, bên mình đang có giá là 31.500.000 ha. Vision cao cấp như thế này, Vision cao cấp như thế này thì có màu trắng, màu đỏ, màu xanh thì giá là 33.900.000. Bạn nào kèm Vision đặc biệt hoặc là Vision thể thao các bạn cũng có thể liên hệ với mình nha. Còn đây là mà mở lên nè các bạn. Mở lên nè. Đây đèn định vị nè các bạn. Đèn định vị phía trước nha. Câu trực tiếp vô bình nha các bạn. Cho nên mình mở đèn remote lên là nó sẽ sáng đèn liền nha. Mở sáng định vị lên liền và mặt bầu có thắng đề lên. Đây mặt đồng hồ nè các bạn. Mặt đồng hồ thì cơ bản thôi, nó cũng có một số cái tính năng thôi các bạn. Thứ nhất nè, hiển thị remote nè các bạn. Thứ hai nữa là pha xa pha gần nha. Pha xa pha gần. Thứ ba cái bên này nè các bạn. Cái bên chỗ này nè, có cái hình màu mờ chỗ này nè các bạn. Đó là nó báo tín hiệu bơm xăng nha. Nó báo màu vàng lên là các bạn xe mình đang có vấn đề các bạn. Xi nhan thì mình có được hai bên nha, bên trái bên phải. Đấy. Trong này á, thì mình có được thông tin đó các bạn. Tổng km mình đi nè, rồi báo xăng nè. Ha. Bên đây thì nó không có đồng hồ để báo đồng hồ cho mình nha các bạn. Đồng hồ tính km, đồng hồ giống như là báo giờ các bạn. Con Vision này nó không có trên cái đồng hồ này nha. Nó chỉ có 4 cái mục cơ bản thôi bạn. Xi nhan nè, báo bơm xăng nè, báo pha xa pha gần nè, báo hình, báo nhận remote nè. Ở dưới này total này thì nó có km, hiển thị km và báo xăng thôi các bạn. Chữ A này khi mà mình tắt mở á thì nó sẽ hiển thị lên nha. Ví dụ như là tắt đi nè, bạn mở tính năng này nè, chữ A nó sẽ sáng lên và nó tắt đi, đó là nó đang nhận diện là mình đang mở tính năng này. Tính năng này là tắt máy tạm thời các bạn. Rồi remote thông minh thì cũng giống như cái dòng Honda, tất cả các dòng Honda khác thôi. Thì trên này nó sẽ có hai cái remote các bạn, hai remote nha, hai remote như thế này giống nhau, chỉ có hai nút thôi các bạn. Một nút là cái hình chìa khóa nè, một nút là tìm xe nè các bạn. Đó. Mình bấm mình sẽ nghe xe mình nó kêu tít tít ha. Đấy mình bấm nè, mình bấm nè các bạn không, thì giúp cho khi mà mình di chuyển trong siêu thị hay là mình đang đậu xe bãi xe nào đó thì mình muốn tìm cái xe mình nó nhanh đó các bạn, mình bấm một cái nó sẽ kêu tít tít ha. Ngoài ra thì nút ở đây, nút ở đây thì nó có hai tính năng, bạn giữ nè, bạn giữ trong vòng khoảng 3 giây nó sẽ qua với chế độ màu đỏ, thì lúc đó xe mình nó sẽ mất kết nối nha. Mình khóa lại hết nha các bạn, do hai chìa mình đang mở, một chìa bỏ một chìa ấy nó vẫn nhận được. Đấy mình khóa hết hai chìa màu đỏ hết nè các bạn, thì mình nhấn vô xe mình nè, không có tín hiệu ha. Đây rồi bắt đầu mình mới mở một chìa mình sử dụng ha, mở một chìa. Bạn mở xanh như vậy nó vẫn không hiển thị trên đây đâu nha, mình nhấn vô bạn thấy cái hình này nó sáng lên, tức là xe mình và remote đang được kết nối ha. Sau đó mình mở các bạn, bây giờ bạn thấy mở nè, đây là tắt nè các bạn, bên này là khóa cổ nha, bên này là mở yên, bạn thấy có chữ giống nhau nè đó, mình nhấn vô mình xoay lên ha, mình xoay qua một nấc thì mình mở yên được nha các bạn. Đây mở yên lên và mình xoay lên một chữ y phía trên này nè các bạn, thì mình sẽ mở được đồng hồ và lúc đó mình đề nha. Còn mình khi mà mình về á, mình tắt máy xe các bạn, mình phải xoay về o hết giùm mình nha các bạn. Để chữ set này nguy cơ rò rỉ điện và hết bình xe là rất là cao, dẫn đến xe mình không khởi động được ha. Còn bạn muốn khóa cổ thì bạn xoay hết qua đây nha, bạn nhấn vô bạn khóa cổ, bạn thấy cái núm này chỗ này nó có cái thay nè, để giúp cho mình nhận biết là mình đang ở cái vị trí nào ha. Đó vậy là mình đang khóa cổ các bạn đó, rồi mình xoay lại mình mở o lại
để là cái sử dụng remote thông minh của mình. Thì cái mẫu này thì là phối giữa trắng đen nha các bạn. Đây tổng thể của xe nè các bạn. Thì bạn nào có nhu cầu về dòng xe Vision, các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình đặt ở video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip mà mình ráp xe tiếp theo ạ.